xăm hả mẹ? Chiều nay ăn lá xăm xăm giò. Nay ra quá chừng luôn mẹ. Tốt quá hả mẹ? Hôm bữa cắt nó rủi rủi à. Cắt rủi rủi này mọc lại nè. Nhờ tưới nước á, nhờ tưới ở gần đây có nước nè, có ống nước nè. Tưới nó tốt. Mẹ cái lá nào ăn được mẹ? Cái dây xăm này nè. Cái lá trên trên vậy nè ăn không đắng. Lá vậy nè ăn không đắng nè. Lá có tròn tròn vậy đó hả? Mẹ? Lá vậy ăn không đắng nè. Dạ. Mà sao cái lá nhọn nó ăn nó nhẵn nhẵn. Lá nó nhọn nhọn vậy. Ăn nó đắng, làm như nó ở dưới gốc á. Chắc vậy quá à, nó ở dưới gốc vậy nè. Dạ. Hồi gốc đó con không biết con lá, con thấy cái lá già dưới gốc không à. Thấy nó dưa dò ăn nó nhẵn 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 nó hơi đắng. Dạ. Mình thấy cái lá tròn tròn vậy nè. Lá tròn như ở phía trên này không có đắng thầy. Còn lá nhọn nè. Dạ, khác nhau hả? Ừ. Có dây mà nó cũng khác nữa. Rồi dưới gốc. Cái này nhìn không biết là hai lộn không? Hồi mốt mình làm cái dàn cho leo lên cái hàng rào mẹ. Dễ hái, leo lên cái mặn cao lắm. Có cái con dây á, cho dây đưa qua hàng rào. Thấp 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 đây nè. Dạ. Để làm cái dàn đây nè, cho nó bò qua đây nè. Đúng rồi. Thấp dưới mình dễ hái. Hôm bữa leo tuốt cái cây mặn, cái quần xuống nhánh, gãy nhánh cây mặn. Chặt nhánh mặn. Dạ, chặt nhánh mặn luôn. Phải nó bự như lá mận này hái nóng rồi dạ. Chị hai lá sập mà giò ăn chị. Ủa, đây là chị bên này nè. Quá chừng luôn nè. Hôm nay con không có ra không thấy nữa. Hôm bữa trụi lũi rồi chị, cái nhà tưới nước á. Hôm nay em bò lên có hái rồi. Dạ. Chị hái đừng có hái lá nhọn nhọn nha. Hái lá nhọn nó nhẵn lắm á. Ăn nó đắng đắng. Hái lá tròn tròn ở trên á. Cái lá nhọn là chắc giống như cái lá gì phải không? Dạ, đúng rồi chị. Ở dưới gốc mà nó dưới gốc nó hơi đắng. Hái cái chân lá mận em mới nói nè. Nè có lá mận nè. Lá mận sát bên nó giống lá mận quá trình. Nhìn lá nhọn nè. Thì là nó nhẵn nè hả? Dạ. Cho sen ca thấy cái lá này nè, nó lớn nhất từ đó giờ mẹ mới thấy nè. Tốt ghê. Trời ơi, lá bự quá ha. Con cũng chưa thấy lá này luôn nữa nè. Trời ơi, bự ghê. Ồ, nó tốt quá chừng luôn ha. Đó giờ mới thấy lá lớn vậy. Cái lá tốt lớn ghê. Thường thường, nước thường thường lấy lá nhỏ nhỏ không à. Nhờ đây có cái ống nước nè chị. Cái ra đây rửa độn cái tạng vô gốc mận. Ngày đó nhà mình không có, ngoài Úc Tiền có mẹ ha. Dạ. Về cho nhà dò. Mai mốt mà làm cái dàn cho bò qua hàng rào á. Thấp thấp mình dễ hái. Dạ. Kẹo cột cộng với kẽm là cái dàn á. Không cắt nó sát đi gốc rồi. Cái đó để mai mốt mình hái nữa. Chứ hái nhiều quá không hết. Dạ. Ở mấy cái mặn này hết trái rồi hả? Lụng hết trơn rồi, còn hết trái nữa nè. Còn chùm chỗ này ạ. Ơi, đây là có mấy cái dây bầu bí Phúc Khanh cho mẹ để trồng nè. Nó xong nãy mình hái nè, xíu giờ chị dò. Dò chút xíu nữa mình ăn với lại rau câu dừa. Dạ. Ừ, với xăm nè. Xăm ăn cho nó mát. Với nước cốt dừa. Ừ. Cái này ăn với con dừa ngon lắm rồi. Ừ. Lá xăm mai đã vậy ha. Ừ. Lá bự bự thôi mà. Mai trời mưa xuống đó đi, nó non nè. Dạ. Ở đây dò ra cũng nhiều nghe. Được mấy tô là tại chị làm một nước đầu. Dạ, làm là nước đầu cho đặc đi. Đậm. Rồi xong rồi tới cái nước kế bỏ vô máy sinh tố xay á, nhưng mà nó không có ngon. Đúng rồi chị, xay á nó nát ra giống như cái chân cái thứ nó đánh á. Dạ. Cái dao nó đánh nhừ ra nó bở, nó con nó bở với lại sát nó dính trong đó đó chị, sát nó dính nhừ nó nát ở trong á. Dạ, không có ngon bằng giò được.
Gán chị phó giò chút xíu gì mà ngon. Mình giò vậy nó chỉ lấy cái nước thôi, còn cái xác nó nằm lại. Dạ. Cái nước sơ mình làm nước dảo. Giống như cà phê vậy hả? Trước khi giò cái này rửa tay cho sạch. Dạ, đúng rồi. Chứ mình giò mình bao tay mình giò không được. Cái này giò bao tay giờ đâu có được đâu. Bao tay không khó được. Khó giò lắm. Khó lắm. Được chưa chị thấy được chưa? Chưa cơ. Cái này chị giò chút nữa. Cho nó ra thêm miếng nữa. Nó còn nè, còn màu xanh nhiều quá. Xanh nhiều quá ha. Chị bớt nha, nó còn cái xác còn trắng mới được. Mình đổ nước ít á, nó đặc dữ lắm luôn nè. Dạ. Nó kẹo dữ lắm. Để mình thêm nước nha. Thêm nước thì nó lỏng ra thêm á. Mình nhắm thì mình đổ từ từ. Giờ đây chị dắt này ra, chị dò thêm nước khác nữa. Dạ. Rồi, đổ cái câu đi, cái thau đi. Để đây nè chị. Này chị lượt qua đây đi. Được nước đầu tiên nè. Ra màu xanh đẹp quá chị ha. Màu xanh. Rồi, này đưa vào tô. Được một tô xanh. Để đây đi, cho nó lặn. Hôm nay mình có trồng con mít với xương sâm. Nãy giờ sao không ăn hết mấy cái rồi sao không? Ăn mấy cái vậy? Ngon con không? Hết bao nhiêu rồi? Ngon không? Con quên rồi. Con cái điếm. Thôi đi. Đếm đi đằng chút, đằng trừ ra chứ cho nhịn nhé. Coi. Cái đó nó vậy xíu chặt. Mày rau câu dẻo không? Rau câu dừa nè. Nhập nước dừa. Nhưng mà mình nấu bằng nước dừa hả chị? Xẻ cái này ra. Mình nấu bằng nước dừa xem. Nước dừa xiêm. Dừa thơm lắm. Mày rau câu dẻo. Hồi trước mẹ hay làm rau câu giòn. Xuyến thì thích rau câu dẻo hơn. Dạ. Hồi trước chị Sơn Ca có đổ rau câu dẻo, có thả mấy con dừa vô ăn cũng ngon ha. Rau câu dừa đó. Rồi mình thả mấy con dừa vô. Dừa non. Còn chén nữa đó chị. Ống luôn. Rồi. Rồi cho nước cốt vô hết luôn nghe chị. Này thắng nước cốt rồi hả? Béo dữ không? Này nước cốt sắn hay sắn rồi mà? Sắn á. Nhiều đó bán không được. Nhiều tiền hết rồi hả? Nhiều tiền rồi nha. Rồi cho nước đường vô. Nhiều đó cũng được 10 ly à. Rồi quậy đường lên. Nhiều lắm ăn đường đi. Này một ly bán 20 ngàn được không? Mắc không? Mắc quá. 10 ngàn mắc quá. 10 ngàn ha. 10 ngàn ha. Hấp miếng nước dừa. 10 ngàn là lỗ. 15 ngàn đúng không? Trái dây xương sâm nhà mình nó nhỏ nhưng mà nó ra lá nhiều quá không mẹ? Nhiều lắm. Nó chừng luôn ngay chỗ gốc mà. Mà nó lâu năm lắm rồi đó. Hôm nay cũng nhiều năm rồi đó. Gốc nó lớn lắm. Dạ. Chặt bỏ củ lủi mà giờ lên. Nó ghê vậy. Ơi con cũng mang nè. Sao vậy con ăn nãy giờ no đúng không? Rồi, rồi nãy giờ ăn no rồi. Trời ơi, tao chưa làm mà sao Hùng ăn hết ráo rồi. Dạ, cái gì dưới vậy quá. Anh nè. Đạt mới thấy anh Đạt thì chưa cái té nè. Còn lắm nè. Mà không biết. Có gì dưới chưa? Có thấy hồi xế nè. Em bức đỡ. Sao Hùng ăn xong rồi nghỉ rồi phải không? Không ăn nữa đúng không? Đủ chưa? Đủ chưa? Mẹ đất thầy. Rồi trả tiền đi trước khi ăn. Trả tiền coi em đưa 10 ngàn đi. Đã đã sợ mệt mệt quá. Không được ngon nè. Ngon nè. Sữa hồng đâu rồi? Ăn sữa hồng ơi. Được rồi đi đây. Đưa ra đó chị, đủ rồi đó. Rồi đừng bỏ lá này cho nghe cho eo. Ăn hồng bài. Sữa ăn đi sữa. Dạ. Chị bà thương ăn mà sao Hồng không ăn ha? Hồng nãy thấy thèm quá xin nó nói hai cho con rau câu đi. Ăn mấy cục vậy nồi. Vậy là cái món này mình đâu có tốn nhiều tiền ta. Bịch rau câu thì cũng rẻ hơn. Rau câu dẻo. Mít tại nhà có. Xương sâm cũng ở nhà luôn. Xương sâm nhà nên trong.
đường nhà có nước dừa, cái dừa. Mốt thôi sẵn về mình trồng mình bán đi. Bán lời dữ lắm à. Cái gì cũng có sẵn hết ráo à. Này như nước lã phải nên hồi hả? Xanh thì ngon hơn nè. Hết ly rồi hả? Nè chị cho thêm nè. Ngon nè. Không ăn nhiều vô nghe. Không đi đâu. Còn mấy thì nhiều luôn. Ở ngoài ngoại đâu có trồng hả Phong? Với xương sâm. Ở ngoài không có xanh này, không có xanh này. Ăn xương sâm anh Út ơi. Út nào cạc điện thoại hả? Đi uống nước trà vậy Út? Lại mua có thuốc, rồi mua đồ ăn. Mình lương thực mình giờ bỏ đi rồi mình mua mình ăn. Ở nhà tự lo tự nấu cơm ha? Lo đúng rồi. Có thêm đường không? Sao không bán đồ phụ bay ăn đi sao không? Cả nhà đang ăn thì anh đi ăn vô bán chút xíu ra khóc à. Hết rồi anh ơi. Anh đi ăn vô bán đồ ra hỏi Phong ăn mấy ly rồi. Còn còn dương ly nè. Nãy giờ anh đang sợ Phong làm hả? Đây còn lo hết sức luôn mẹ. Cho Niên gỡ thêm không mẹ? Thôi. Đây còn sao nữa nè. Ngon quá. Đây mời cả nhà xương sâm nhà trồng nghe. Hình như chưa được trẻ phải không ạ? Là do mình dò hơi sớm, hơi ít thời gian phải không? Đã không? Điền cái bông luôn. Hôm bữa nhớ chị dò cứ ngắt. Bữa nay tại vì nãy giờ mình làm sớm quá, nó chưa cứng dữ. Xong hả chị ba? Nghỉ sớm chị ba thương. Thôi con dế nó nhảy vô cái thao rồi. Vậy là dễ là thêm được món nữa. Hôm nay cả nhà mình ăn món xương sâm nhà trồng với rau câu mít, rau câu dừa ha. Chia sẻ và con mình và ảnh cho vui. Một món ăn giải nhiệt mùa hè. Cái này mình trồng ở nhà nó cũng dễ lên ha, lá xương sâm. Trước bà con mình có hỏi là cái này ở đâu thì mình ra ngay chỗ trồng hoa kiển á, mình mua về trồng nó cũng nhanh ra lá lắm. Rồi, hôm nay mình dừng video ở đây ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Rồi, cảm ơn Sơn Hùng. Bữa nay mình ra trước cửa nhà chị Sơn Ca cho mát mẻ.